Chào cả nhà. Hôm nay mình có tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ cúng mẹ, làm cũng đơn sơ à. Mời cả nhà cùng nấu mâm cơm với mình nha. Dạ, đây nhà Trang làm một cái mâm cơm để dỗ mẹ, là làm chay với chị, mâm chay mâm mặn, làm đơn giản thôi. Đổ bánh xèo chay hết mà. Ở toàn xưa ngoại thích ăn bánh xèo nên là đổ bánh xèo chay. Làm quý vị cùng làm với mình đang nha. Mùa dịch nên là đơn chiếc hết. Dạ được. Cái này là Trang làm giá với củ sắng, làm nhân bánh xèo quý vị. Còn đậu hũ này với chả lụa mình cũng làm nhân bánh xèo luôn hả mẹ? Hay sao? Bánh xèo với xào hủ tiếu. Còn cái này mình chiên ha, sườn non mình chiên. Anh mày bây giờ con ấy khổ qua trước cho mẹ đang mẹ luộc, cái mẹ làm canh khổ qua giòn ha. Bây giờ Trang sẽ tranh thủ làm đến nhanh nha quý vị. Khổ qua. Ba đi chặt dừa đi ta. Trời à, canh khổ qua dồn cá khát lát quý vị. Với bánh xèo chay nè, hủ tiếu xào chay. Cái gì? Thịt sườn heo nấu nấu thuốc bắc là mặn. Một trái rồi bắt pha thì đi chặt dừa quý vị. Đây đây con. Đây đây con nạo chắc. Nè. Thêm món khác. Mẹ nấu mặn trước phải không? Bánh xèo mình làm sao cho nó giòn, chân sắt củ sắn để làm nhân bánh xèo. Bánh xèo chay. Nhớ hồi xưa ngoại Trang đổ bánh xèo lận dạ gạo quá vậy. Nhắc lại lên, phải không ạ? Tại còn ngoại đổ một lần là đem cho. Ngoại thích làm gì cũng nhiều hết trơn á. Sao thì chặt dừa. Ôi, nước ra. Ở đây đồ mặn. Giờ mẹ bắt mẹ luộc cái khổ qua trước cho nó đừng đắng quá vậy. Đây nè, cái thịt nè, thịt này hơi mẹ kho tiêu hết mà, thịt với cá lóc. Còn cái này là chả cá khát lát mẹ quết xong rồi nè. Cái khát lát với thịt tầm, ba loại, hành, tiêu, ngò. Đây là thuốc bắc nữa vậy. Bắt tới hơi mình hầm sườn, mình rồi sườn heo. Đang mua đồ cái bên nhà không có đi chợ. Nhớ hồi xưa ngày này là ngoài. Ngày này mình tới với con Long mày. Chở gì chưa? Dạ. Chở gì chưa? Cái này chở à? Khóc quá trời khóc rồi. Cái cậu Bảy hả còn sao không? Thương mà ngoài không khóc dữ rồi. Khóc mà không đường đỡ luôn mà. 3 năm. Nhanh lắm ha. Ba gánh chưa? Rồi. Nè cắt khúc giùm con mớ này để con xào hủ tiếu. Xài đúng ra xào cải ngọt, cải thìa, nhưng mà tại cải xanh ăn bánh xèo á, mua nguyên bó luôn quý vị. Nè, nè ba, rửa rồi, con rửa rồi đó. Rồi ba tắt đi, ba để vô cái gì cho con xé tới cái này. Rồi để chân sắt tàu hủ. Tàu hủ này là xào hết mẹ ha. Chả, chả lụa quý vị. Này, cái này là cái sườn non nữa quý vị, Trang ngâm mà. Ngâm nước ấm thì nó ra nhanh, còn ngâm cái này thì ngâm nước lạnh cũng được, nhưng mà tốn thời gian hơn. Đấy, Trang ngâm trước rồi sáng sớm nè. Rồi quý vị xé ra, mình ướp, mình chiên giòn. Này muối xả ớt chiên cũng được, xé vừa vừa thôi, đừng mỏng quá. Nói chung là hơi nó giòn dữ lắm luôn á. Này kêu là sườn non chay. Nó làm chắc từ cái... này nó làm bằng gì mà? Hoặc hà thôi vậy? Muối một hơi để Trang ướp chiên. Trang thì Trang thích ăn cái này lắm nè. Cúng thì thường cúng chay không mà. Nhưng mà thôi cúng mặn luôn, có gì cho ông ngoại ăn. Rồi vậy được ha. Thường ngày con xé nhỏ lắm. Hồi xưa sinh viên á, đâu có tiền đâu ăn. Cái chuyên gia ăn cái này nè quý vị.
ăn sườn non không à, mà xé nhuyễn tân à, ăn cho đỡ hao. Đâu có tiền đâu mà xé bự giống giờ. Nó ghí luôn mẹ, chiên cái giòn khú à. Ăn cái này với gì nữa mẹ biết không? Cái củ cải muối, kho sả ếch, trứng kho. Bây giờ Trang ướp cái sườn non của gì. Cho xíu, đúng ra đồ chay không có ai ướp, nhưng mà Trang ướp không lấy ra. Tỏi hành tím cho nó thơm. Bột ngũ vị hương cái gì. Dạ còn nữa. Thơm lắm. Cá này để luôn đi, con ướp luôn cho. Nè hạt nêm. Xíu ớt bột. Nước tương. Cái này đúng không? Cái gì nhồi nó mới thấm. Cái này hơi cũng rút, cái gì thơm lắm luôn á. Cái gì chiên này nè, dễ ăn, giòn giòn, thơm. Hy vọng ngoại sẽ thích. Ngoại hầm khổ qua là khéo dữ lắm luôn đó. Nay mẹ hầm sao cho coi được đó, hầm nha. Chứ ngoại chàng nấu ăn khéo lắm đó. Đây, ướp vậy thế nào? Mày để qua bên đây đi, rồi tới cái thịt nè. Nè mấy cái này đi, con ướp thịt luôn nha. Vậy Trang ướp thịt với cá ăn kho luôn cái gì. Thỏi hành tím, hạt nêm. Một xíu ớt bột cho màu đẹp. Nước mắm. Nước màu cái gì. Nước màu này là làm nhà chứ không phải mua cái gì. Màu này là màu đường phèn. Tiêu đâu, tiêu đâu. Xay sao không ra chứ. Để được chút tiêu sau quý vị. Chưa có hành luôn. Này chậm lên. Thiếu gì không ta? Đường. Thiếu có đường. Làm gấp quá cái nữa nêm lại nha. Té nữa. Đường phèn. Rồi để đây cho thấm cái gì. Khổ qua như vậy là được rồi nè quý vị. Quý vị có thời gian thì để lâu hơn chút nữa, nhưng mà Trang thì tới đây được rồi. Vớt ra là mình dòng cá nữa. Chút xuống để cho kẹp nó phỏng. Nước nó vô tay. Khổ qua dòm chả cá hát bát. Ngon lắm. Bây giờ Trang đi xả lại nước lạnh cho nó nguội, đặng Trang dòm chả cá liền quý vị. Rất kỹ. Mình yếu đuối, mình không có cầm tấm thớt lên nổi. Vậy đi cho dễ. Chén nó cũng bự, cầm không nổi. Nổi nè, nổi nè. Cỡ cỡ vậy là nổi đó. Xíu nữa đi. Rồi Trang làm cái món này là cái sườn nấu thuốc bắc không quý vị. Thơm quá. Ai à, em ơi, bỏ vô đại đi, dốc lắm mà quý vị. Bỏ cái thịt này vô nha. Ủa mẹ ơi, lì xì con miếng da hay vậy? Hai miếng rồi. Hai miếng luôn. Con cho nước dừa vô quý vị. Ngoại ơi, con làm nổi. Này Trang bỏ cái thuốc bắc này vô không quý vị. Thêm miếng nước nước lọc. Trang để đây, Trang ninh cho cái thuốc bắc này nó ra, nó thấm vô, nó thơm, vẫn ngon. Rồi mẹ làm cái khổ qua dồn quý vị. Rồi mẹ không có lấy bún tàu vậy hả mà. Chỉ nấm mèo. Nấm mèo với hành, ngò, tiêu, chả cá hắc lát với thịt băm. Rồi. Còn cái đó mình cho viên mình bỏ vô nồi luôn ha. Chút giò. Giò y như viên chè sữa nước vậy đó. Bữa dễ hả? Thử. À bây giờ Trang nêm vô cái nồi này luôn nha quý vị. Dặn dẹp nó qua một bên. Một muỗng, hai muỗng, ba. Hạt nêm, đường phèn, xíu muối. Bây giờ Trang để đây Trang ninh. Khi nào thành quá xong thì Trang quay cho quý vị. Cá này ngon.
cà rốt sắc bỏ vô cái đồ xào cho nó đỏ đỏ đẹp đẹp. Vậy được không ạ? Dậy quá. Cho hành vô cái gì? Rồi, xong nhắc xuống một quá. Ngon quá, chả khác con không? Mẹ nấu khổ qua luôn hả? Chắc cái nồi kia con nghĩ được rồi đó. Nhắc xuống đi mẹ, chuyền cái nồi khổ qua bên kia đi. Trời ơi, nay dỗ mẹ bồi hồi nhớ mẹ. Nhớ lại. Khóc dữ không mà. Sợ xanh mặt hết trơn. Còn cái nào nó luôn lòng bóc thôi. Rồi nấu canh hổ qua nấu gì? Đồ xào đấy đi con xào cho. Nắp cái bếp kia xuống rồi con xào rồi. Bây giờ chân sắt cái này để xào cái gì? Cái này là hẹ. Xào hủ tiếu. Mẹ sắc hành đấy mà. Bỏ canh hổ qua với xào luôn. Cái này con sắt này con trả hết này luôn nè. Cái này là cần tàu quý vị, nên cũng cắt khúc luôn nha. Bỏ vô đây luôn. Cà rốt thì trên sắt sợi vậy đó, bỏ vô xào chung. Hành bỏ vô đây luôn. Đây là ngò, ngò vô chồng tốt quá mà. Ngò này chân chân sắt để mà nấu canh khổ qua. Con có chưa hành cho khổ qua chưa? Hành khổ qua cắt khúc với cái nhuyễn nhuyễn của mẹ đó, hành nó bánh xèo luôn hả? Rồi để qua đây. Rồi nước sôi rồi bỏ khổ qua vô cái gì. Rồi bỏ cái cá vô cái gì. Sao cho nó ngăn vậy. Xíu hạt niêu, xíu đường vàng, xíu muối. Rồi tiếp tục công chuyện của Trang. Con xảo này nha. Cửa này cái để ăn hơi nha. Chai mặn đều dùng được nè. Hả bạn? Con đừng có gấp, con làm hồi nó gói cho nó. Làm mặn xong đi, nó làm chai cho nó. Giờ Trang đi qua Trang chiên cái này nè quý vị. Cái này nè, cho dầu ăn vô nè. Là dầu nhiều hả mà. Được ha. Khỏi tỏi quá đi. Rồi, bỏ nó vô. Máy sánh này đũa thấy quản cái tài thiên vậy coi còn phóng nữa không vừa biết rất tự tin quá vậy. Giờ chỉ có còn người quay phim ở lại thôi, cái bà bếp là cái đũa bà quá xa đó. Đó canh hổ qua nó cũng nhanh này quý vị, đảo liên tục vậy nè, có vàng đều luôn, giòn hết luôn, không có cần phải mà chở gì. Mình chuẩn bị nè, con lấy hủ tiếu ra mà trụng cái lần xào. Ba đứng canh đó nhằn, khác cái là đền đó. Trụng hủ tiếu vô nồi nào vậy mà. Ờ à, mình có cái này nè, nồi cu te này nè. Làm dưa. Dưa chết. Nghề nghiệp mà. Thì cho hứng nước này để mà trụng hủ tiếu vậy. Trụng cái sơ cái mình xào. Phải ra đây. Cái này đi rửa cái hả mà. Hết mức rồi đó. Hết mức rồi đó. Ngoại cũng phải đợi con chút cho.
Đợi chút mẹ, chút em chở rồi gì vậy? Nhiêu đây được chưa mẹ? Hay gì á? Được rồi đó, đồ bói nhiều lắm á. Chị Trang đi rửa cái hủ tiếu rồi gì vậy? Ít luôn mà. Nhạn cái đám giỡn quá vậy. Cậu ba cũng nghe là thằng nào phải chạy xe đi nước cả nè. Cậu ba cũng nấu cúng. Cậu năm, chị tám, nhà Trang. Nhà nào cũng có cái đám giỡn chứ. Này đây nó hơi cũng trọng. À. Vậy là được rồi nè, đừng để nữa không phải nó khác. Ngon quá, hơi là nó giòn quá vậy hết. Tại Trang ướp ngủ dị hương nên màu nó không được đẹp chứ không phải khác nha. Thơm lắm. Cái này mà mình khìa lên nó chắc nó ngon lắm mà. Khìa nước dừa, kẹo kẹo, ngọt ngọt, dai dai. Thì nó giống nói chung là nó đều chay đó. Đũa này được cái nó dài hơn nữa chứ gắt khó quá. Rồi xong rồi quý vị ơi, mừng quá. Rồi trang trọng hủ tiếu quý vị. Nồi hay nhỏ nha. Trứng nên mình xào. Hủ tiếu Sa Đéc như vậy, đặc sản của Sa Đéc á. Rồi vậy được hết mà. Được được, lấy đi con đó. Ăn quá, tận cầm tay trái. Thôi mẹ lấy tay mẹ ra đi để phỏng nữa. Giờ trang cắt cái này ra quý vị. Ngon lành. Vậy được rồi, đừng có ấy nữa, nó mềm quá vậy. Đợi qua đây. Rồi bây giờ Trang xào hai cái nhân quá vậy. Một là nhân bánh xèo, cái là xào hủ tiếu. Xào riêng như cái kia nó có cải rồi. Cái này Trang xào nhân bánh xèo nè. Cho cái chả vô để mà. Một phần là bánh xèo, một phần là xào hủ tiếu. Một xíu này luôn hết nè. Nó đẹp. Củ sắn nha. Một xíu hạt nêm. Một xíu muối. Chết rồi, được rồi. Một xíu hành vô nha. Để cho nó sập sạch chút nha. Thơm quá à. Rồi chẳng cho giá vô. Một xíu tiêu vô luôn. Quá ngon. Nhìn miếng xè chai. Rồi Trang làm sương sương vậy thôi, đừng có mềm quá, hơi đổ bánh xèo đậy làm lại cái nữa cái gì đó. Rồi xong một cái nhân bánh xèo. Nhân bánh xèo chay. Cái nồi có qua là nó ngon rồi đó quý vị. Trang có nêm mà. Rồi bỏ hành ngò vô. Rồi món tận món ngoại thích không á. Anh khổ qua. Khổ qua hơn. Rất là ngon. Cũng hẹn nha. Chuẩn bị Tết rồi. Tết là nhà nào cũng có nồi canh của bà Hạm. Rồi cho Trang tắt lửa. Tới cái nồi của con nó sôi vậy kìa. Cho miếng dầu ăn vô, Trang xào cái hủ tiếu. Rồi cho cái tỏi vô nha. Tỏi này vô. Cà rốt. Cho cái cọng cần này vô quý vị. Cần này nó cũng dai nè. Cho vô trước. Cho cái cải này vô luôn quý vị. Xong
xào này đúng không? Người ta xài cải thảo hoặc cải ngọt. Ố, cải thìa chứ. Ừ, cải gì cũng được. Cải xanh này nó hơi nồng lắm nha. Tại vì đổ cái xào rồi cho nên chung. Vậy nó khó biết miền Tây dạy nấu ăn vậy, chết luôn. Mẹ cười con. Sơ sơ là để nó nát quá. Nghe này vô luôn. Mình xíu hạt này. Bỏ thêm xíu nước tương như vậy. Xíu đường phèn. Ủa hạt nêm. Hạt cái này với nước tương nè. Trời ơi bà biết. Biết thôi. Một xíu dầu hào. Hào cháo ngon. Phần này là dầu mè quá vậy. Dầu mè thơm lắm. Đầu xào cái gì để thử để dầu mè vô đi. Rồi bỏ đều lên. Rồi bỏ giấm lên con. Giá hẹ, cà lót, cải cái gì. Chọn đều lên, mẹ chiền cái nồi hủ tiếu lên con. Rồi chăng bỏ hủ tiếu vô cái gì. Dạ. Đều lên. Rồi, ấy tiêu đi mà. Thật nó rút ráo ráo này chứ. Pha bột đổ xèo quá vậy. Cái này là bột dạ nhiều đấy đấy. Lần làm lần khó mà. Đây là bột bánh xèo. Cho cái bột chiên giòn này vô hết mà. Này bột chiên giòn nha quý vị. Cho nó giòn á. Sợ nó không chắc lượng, nó không giòn. Rồi đổ sữa đậu nành vô cho nó giòn. Này đổ chay nên là không có để gì. Cái gì lạ trơn á. Nè mấy công. Mẹ cầm đi. Có bia. Này hai bạn. Ai ăn mặn thì bỏ trứng vô. Đủ cho mà, đủ cho mà. Đủ cho mà. Cái này con uống à. Nói bụng quá. Từ sáng tới giờ. Được chưa? Chưa được. Trả lại nè. Còn sữa tươi ăn nhóc chứ. Vậy thôi lấy bịch nữa nè. Là bột nghệ quá vậy. Nó có bột cà ri không mà? Khỏi hả? Có cà ri vô nó mới ngon. Xíu hạt nêm vô vậy. Đừng nhiều quá nó mặn nha. Phần này là hành lá. Cắt nhuyễn bỏ vô. Cắt này chưa nhuyễn rồi, em nào sắc hành. Em 10 đến em gấp quá. Mẹ ơi. Rồi khuấy lên. Ôi thơm mẹ ơi, mẹ đổ ít quá mẹ. Em cho ngượng cái nữa đó. Không đủ rồi. Là cúng xong mà đóng cửa luôn. Cho ăn tán cho nó ra này cái. Đó rồi mà. Rồi đi đổ. Nó chưa có điều đâu mà chú hai quay cạnh cảnh. Dạ. Kiếm nè. Thôi cái chỗ này nó khó đổ. Bột hơi đặc rồi mẹ. Còn miếng nước nữa. Thấy còn khéo không? Nhìn là cũng biết. Nó chảo này đổ được rồi. Rồi cái đầu nó vậy đó. Khó đó đúng. Để mẹ đổ dày dày đây. Đậy đậy nắp này không? Cho nó chín cái mẹ. Rồi để con đi kiếm đồ cho mẹ để nè. Được mà, ổn mà. Ổn đó, cái sợi chai mà gì chứ sao. Ủa, rồi cái sạn kia đâu nè. Nó đẹp đó mẹ. Quậy lên mẹ, quậy lên nè. Quậy cho đều. Wow, quá khéo luôn. Ông ta vậy là ta mới lên truyền hình đó.
Con thấy nhiều kênh đổ khác ngạn thì em mới lên chuyện hình đó. Đổ bình thường nó không có lên. Ai à, con cho con đổ một cái đi mẹ. Con đừng có rối mẹ quá không ha. Ê, con đổ một cái. Cái này là mẹ cũng sai những khúc nữa nè. Sai là khi mà mẹ không có múc bột vô cái chén. Chảo Mỹ nặng quá. Xài đồ Việt Nam cho nó dễ. Xíu nhân. Quá hấp dẫn luôn cái gì. Bán rẻ cho nè. À. Ba cừ rồi. Đậy nắp, đậy nắp. Ồ nó khét liền ơi, lửa nhỏ rồi. Không được, xin tùy. Khoan, xin tùy lửa nhỏ rồi đi, nó khét. Ồ cái chảo này chiên dễ nè mẹ. Khoan bên kia cho giòn chút đi con. Ôi giời, ôi nó giòn. Ôi khéo nha, Út Trang khéo nha. Cái này quý vị, giòn lắm luôn nha. Mình cho quý vị coi cái độ giòn của nó nè. Xuất sắc. Mà quý vị đừng để sữa đậu nặng hết, sợ nó ngọt nha. Thay lại, rồi đi qua đây cái. Chỗ chỗ. Ủa vậy là mẹ để như vậy mới đúng không à? Nặng. tiếp tục. Được rồi. Rồi con đi vặn mắm nha. Trả lại cái cơ ngơi này cho mẹ đó. Rồi mẹ coi ấy mẹ nói lắm em mà. Người ta mình gấp quá ha, để ừ. Nó giòn quá lắm. Ừ, bánh ngon. Quá dễ rồi. Trời chống dính luôn nè. Giòn dữ lắm luôn ha. Ừ. Mà cái bánh nó không có rộng vòng giống như cái bánh xèo truyền thống. Cái xèo truyền thống thì mình làm cái chảo bự kia kìa. Tại vì sao thế hả? Sao? Chảo bỏ bánh đem rồi. Mà chảo kia của mình giờ nó chấm dính. Mẹ đổ cái kia cái dầu ăn vô. Không dầu luôn hả? Rồi cái bên đây được hả mẹ? Để con đi làm nước mắm, quay xong cái này cho Huy coi nữa là khi làm nước mắm chay liền. Ôi cái này chưa giòn. Lửa lớn lên đi mẹ. Nước da lửa đỏ chắc gần hết da quá. Đóng ra chùi nồi muốn chết luôn. Cái bánh nè, nhìn thấy bánh xèo. Nhìn rụm luôn. Trong. Giòn. Rồi được rồi mà. Rồi bây giờ dọn về bên giường. Bên đây là không phải là thờ chính nhưng mà có hình của ngoại bên đây. Ba mẹ dọn lên cúng. Đây có bánh xèo qua tới đây nó hết dọn rồi. Bánh xèo canh khổ qua. Thịt hầm thuốc bắc. Rồi ba dọn lên từ từ đi. Đây là đồ chai này mẹ chia ra mày. Nè, chia ra làm hai. Để ra cái chén được không? Cơm là thịt kho tiêu với cá lóc cái gì cá lóc kho dạ à mình cắt làm hai đi
Ví dụ hoa không hết thì để dưới này lại đi ba. Này, bánh bía với bánh tay, bánh xèo. Không đâu. Cái bàn ông chia ra làm hai nha, vậy nè. Rồi bánh mặn thì giờ nó đó ông chơi rồi bánh đấy, vậy đó. Còn cái dĩa cơm này nữa nè. Cái này là nước mắm chay nữa vậy, Trang làm. Để đây luôn đi ba. Đây miếng quăng vô luôn. Thôi còn mấy để xuống dưới này bớt đi ba. Để dưới này bớt đi. Chứ chặt về gấp cũng không được gì đâu ăn. Hủ tiếu xào chay nè, này mặn nè. Ừ, mặn vào một bên đi. Có còn chứ nó. Mặn gì để nửa bàn bển mà chay để nửa bàn bên đây. Rồi. Rồi, đi đi. Hôm nay là năm đầu tiên ngoại cúng ngoại ở đây. Thường năm là cúng nhà cậu năm không à. Hay dịch quá rồi thôi, nấu mâm cơm ở đây này thôi. À, năm trước con vừa đốt nhang ngoại xong là có người con gặp được người tốt giúp con tới giờ luôn. Hôm nay con cất được nhà cho ngoại luôn đó. Ngay ngày giỗ này luôn ngày ngoại. Hôm nay con làm mâm cơm ngoại với ông ngoại và cốc luôn. Dạ cơm. Con làm chay làm mặn luôn đó. Chắc đừng nhớ nó lấy bọc cho mẹ quẩy đi. Con không có gói bánh. Nay dịch bệnh nó tính đi về chứ ông Bạch làm. Mà con sợ sợ dịch bệnh nó trời không có đi về. Cái đầu ông An cũng cúng nặng sáng giờ mẹ ăn chưa. Út mới cúng trỏng nữa. Mà ngoài ăn mấy cái đám dỗ luôn. Đi nó năm hết dịch rồi tụi con về dưới uống lại hai cái muỗng này để cái con múc thịt kho rồi cái muỗng em để trên đây cho bả rồi đây nè đây nè để lại cái này cố mặn lại ngoài này ha. Đen.
Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mà cho chú ăn bữa cơm dốt mẹ. Chọc nữa là hỏi tôi ra ngày dốt mẹ ăn nữa vậy. Có ăn ngoài kia có đổ lận da gạo đó, không sợ. Dở là đổ lận da đó. Đi. Không thèo. Khổ qua này nè. Mà ngoại bà nói khổ qua kho quẹt mà con không biết khổ qua kho. Mà con không biết bà nói giỡn hay nói chơi mà nhà bà chết luôn mà không hỏi được. Con hỏi ngoại cái này là khổ qua hầm hay sao, ngoại nói khổ qua kho. Các con này hỏi mẹ khổ qua kho làm sao mẹ? Có khổ qua kho cái ngô á. Có y gì nè. Có gì nè, cái bà hâm lại hoài á. Khổ qua kho. Có cái con trai nhỏ nên biết nó hỏi cái gì mà ngon dữ vậy ngoại. Tại nó khổ qua kho đó con. Con tưởng là có món nó thiệt mà ngon lắm. Bò đó làm khổ qua ngon. Có thuốc lắc của mày nè. Tới nay còn. Thôi rồi, chóng lắm. Không có chán bình thường. À, để bế nè. Đây. Cái này hầm nó bắt. Đúng không? Cái này ngon không? Cái này mình không có bún. Phải đi. Ăn vô tiêu đỏ nè. Cái này vô ăn nữa coi. Cái bún ăn. Cái này hai thằng bắt mà thử là ngon không? Thằng đồ chơi. Tại vì ăn ngon được mà. Chứ ăn trà này ngon không? Thôi sao khó luôn. Bà ngoại bà mê cái này lắm. Tối hãy tính nấu sôi rồi. Nói không, Quyên chạy vô quá rồi đâu không chạy thật quá đã. Đổi sợ hơn. Không, chắc rồi con đem ngoài luôn. Ừ, thôi con chạy vậy ngang hết. Ừ, với hai mẹ con chạy đường đó đó, cái chạy đường gì chạy ra con. Ờ, dĩa không? Ít cái ngọt. Ăn đi vô, xíu xào ngon lắm chưa? Không, xíu xào không còn bánh kẹo. Ừ. Không, ăn bánh kẹo ngoại mẹ nó mua về hai mẹ con rồi. Ừ. Đỡ dễ lắm. Ồ, người đâu ăn cần ngân ngấn đâu, ăn bánh xào da không cũng được. Dĩa rồi đó. Nãy chịu bên đây. Chúc mày chạy về lấy giờ có xèo gì nhậu nè. Thôi cảm ơn bà. Ừ, người ta đổ bánh xèo con này nè. Bánh bấm này đang bấm chạy á. Ăn ăn cũng giống bánh bấm mẹ. Thế ta làm bằng gì nữa. Nó làm bằng cá thì chỉ cần ngon. Bà đây. Bà đây chúc mày đi mặt về mày nhớ nha. Ừ. Về chạy luôn. Sáng tính kho thịt kho trứng này mà kho không kịp. Ngon. Đậu vậy. Không. Con buổi sáng mà nấu được cái em dở là quá hay rồi. Sao sao kho là